Minh Đường Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Hải Trung Kim ngày Ất Sửu tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Hải Trung Kim Kỷ Tuổi, Kỷ Mùi, Quý Mùi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Mã Đức tinh, tốt mọi việc, sao Tam hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Về sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu mọi việc, sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Câu Trận, kỵ về an táng. Và đặc biệt ngày 9 tháng 9 năm 2022 tức là ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Với bạn tuổi Tý, bạn được mọi người xung quanh yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Với bạn là người sống, biết người, biết ta, hòa đồng. Vì thế, ai cũng muốn được kết giao với bạn và có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, khi bắt tay vào công việc gì với bạn cũng luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ. Thành tích mà bạn đạt được phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình và bạn là người rất khinh thường những kẻ giả tạo, chỉ luôn lân la và làm thân với những người khác để kiếm lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, con đường tình duyên của bạn lại không được suôn sẻ cho lắm khi bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc. Đôi bên đang để cho cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia. Và một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không có gì có thể làm cho nó được xoa dịu cả nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ khi làm việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thành tích mà bạn đạt được dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cái tôi quá cao ảnh hưởng tới tình cảm lứa đôi. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo đây không phải là một ngày may mắn đến với bạn. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người năng động, nhiệt tình nhưng lại rất dễ bị kích động, dễ bất đồng ý kiến với mọi người trong ngày hôm nay nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, bởi lời nói của bạn rất có thể sẽ gây tổn thương hoặc là làm mất lòng người khác. Hạn bản mệnh tuổi Sửu cũng không muốn một hành động bộc phát nào của mình lại gây ra những tác động tiêu cực cho các mối quan hệ xã giao của mình về sau này nhé. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sức khỏe của bạn lúc lên lúc xuống do ngũ hành Thổ Vượng gây ra. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu là bạn nên cân bằng lại giữa làm việc và nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng. Đừng có chủ quan ỷ vào tuổi trẻ, khi không có sức khỏe thì bạn cũng chẳng làm gì được nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, ngày này không phải là một ngày may mắn với bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ bị kích động, dễ bất đồng ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tránh hành động bộc phát làm ảnh hưởng tới mối quan hệ về sau này. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, sức khỏe bất ổn nên cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và đây như là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dần cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, đừng có để cho sự hiếu thắng, nóng giận của mình khiến cho bản thân mình phải chịu tổn hại nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, đây không phải là một ngày may mắn song hành với bạn. Công việc của bạn có thể gặp phải những trở ngại, không được hanh thông. Hơn nữa, việc kinh doanh riêng cũng có thể vì thế mà bị ảnh hưởng, dễ bị thua lỗ lớn. Bạn mệnh tuổi Dần cần phải suy nghĩ lại những chiến lược làm ăn sao cho phù hợp hơn với mình nhé. Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc Thổ xung khắc. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Cả hai đang có những do dự về tương lai và cũng bị kẻ thứ ba ngáng đường. Và nếu như yêu chưa đủ lớn thì chắc chắn cũng không đi được đến tương lai xa nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Dần cần phải suy nghĩ kỹ lại, cẩn thận về mối quan hệ hiện tại của mình nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho sự hiếu thắng khiến cho bản thân mình phải chịu tổn hại. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, công việc có thể gặp phải những trở ngại, không được hanh thông. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, việc kinh doanh buôn bán kiếm thuận lợi, dễ bị thua lỗ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình duyên không được như ý, dễ bị kẻ thứ ba ngáng đường. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bà tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do sẽ nhận được những tin vui về tài lộc nhờ có được thực thần trợ mệnh. Với bạn tuổi Mão, bạn có thể đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đây chính là lúc công sức của bạn sẽ được báo đáp. Bạn hãy sử dụng những đồng tiền vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình để tạo động lực để cho mình cố gắng hơn nữa về sau này nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Mão, do đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc, cho nên với bạn có phần nóng nảy, vội vàng hơn, không muốn tiếp nhận những yêu cầu của nửa kia. Và nếu như tình huống xấu nhất có thể xảy ra là chia tay thì với bà tuổi Mão cần phải suy nghĩ cho thật cẩn trọng, xem lỗi lầm bắt nguồn từ đâu, hãy lắng nghe xem con tim mình mách bảo và bạn sẽ tìm được cách xử lý đúng đắn nhất nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nguyệt Kỷ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì vậy với bà tuổi Mão, không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay nhé. Và nếu như có ý định xuất hành đi xa, bản mệnh tuổi Mão cũng cần phải chú ý nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro, tăng cường sự may mắn, thành công đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, những người làm nghề tự do sẽ nhận được tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công sức của bạn được báo đáp sau những cố gắng bấy lâu nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có phần nóng nảy, vội vàng hơn khi cư xử với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không muốn tiếp nhận những yêu cầu của người ấy. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn rất dễ rơi vào thế bế tắc. Trong ngày này, đối với những người đã có đôi có cặp cũng dễ gặp phải những trở ngại, hai bạn phải thực sự hòa hợp và chấp nhận những sự thay đổi của đối phương nếu không muốn mối quan hệ này bị rạn nứt. Còn đối với những người đang còn độc thân cũng nên bình tĩnh vì nhân duyên của mình vẫn chưa đến nhé. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn không ít trong sự nghiệp. Công việc của bạn có được sự hanh thông, với bạn có thể chạm tay tới những cơ hội thăng tiến với nhiều người mơ ước. Bạn cần phải tự tin để thể hiện bản lĩnh của mình cho mọi người biết bạn xứng đáng được ở vị trí đó nhé. Với bà tuổi Thìn, bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, thế nhưng đôi khi lại còn quá cứng nhắc trong suy nghĩ. Vì vậy, bạn cần phải cởi mở hơn để có những hướng suy nghĩ mới. Như vậy, bạn sẽ tìm ra được những cách giải quyết vấn đề đơn giản và nhanh gọn nhất nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao của bạn sẽ rơi vào thế bế tắc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đôi lứa gặp phải trở ngại, mối quan hệ có sự rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, người độc thân nên bình tĩnh vì nhân duyên chưa đến. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có thể chạm tay tới những cơ hội thăng tiến làm cho nhiều người phải mơ ước. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở hơn để có những suy nghĩ mới hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 84, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn rất là hăng hái và nhiệt tình. Và một khi đã lập ra kế hoạch gì thì bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay mà không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng rất sẵn lòng để giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp phải những vấn đề khó khăn nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, dường như bạn đang hơi quá nóng vội. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định, đừng có để cho một thời gian thấy khó khăn quá lại nghĩ tới chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Như vậy bạn sẽ chẳng thể nào thăng tiến một cách nhanh chóng được và cũng không dễ dàng được lòng cấp trên nhé. Ngày thứ 6 này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn sẽ có nhiều thành tựu tốt đẹp sẽ đến. Mọi người cho rằng với bạn tuổi Tỵ đang có được sự may mắn mà bạn có được hơn người, không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua những giai đoạn gian nan, khó khăn vất vả đến như thế nào, thậm chí là đã từng có những thời gian bạn phải đi vay mượn ra làm sao nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện các kế hoạch mà mình đã đặt ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, sẵn lòng giúp đỡ người khác mọi khi cần. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đừng thấy khó khăn lại vội nghĩ tới chuyện từ bỏ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 74, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Ngọ một phiên lao đao chật vật. Bản mệnh tuổi Ngọ cần phải sẵn sàng để đối mặt với đủ loại thị phi trong ngày hôm nay. Và nếu đó là những lời nói không đúng về bạn thì với bạn tuổi Ngọ hãy bỏ ngoài tai, sau đó chứng minh bằng hành động thực tế, đừng cố hơn thua mà làm gì, bởi điều đó không đáng nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, chính bạn cũng nên phải xem xét lại cách cư xử, ăn nói của bản thân mình. Có thể bạn tính nóng nảy và không biết kiêng nể ai cũng sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn luôn bình tĩnh và tỉnh táo, cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh nhé. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, bù lại bạn lại có được vận trình tài lộc vô cùng là tươi sáng với những khoản thu bất ngờ từ ngành nghề tay trái, kinh doanh, buôn bán. Có người sẽ có được cơ may, trúng số, trúng thưởng trong ngày hôm nay. Và sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng bạn cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường, đúng hướng nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hãy bỏ ngoài tai những lời gièm pha không đúng về bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên xem lại cách cư xử, ăn nói của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, hãy giữ cho đầu óc bình tĩnh, cư xử hài hòa với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, vận trình tài lộc được tươi sáng với những khoản thu nhập bất ngờ. Về đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Với bà tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hình. Điều này sẽ làm cho bà tuổi Mùi đang quá mức tự tin, thành ra chủ quan ở mọi việc. Với bà tuổi Mùi, bản mệnh thường xuyên bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự mình giải quyết được mọi việc trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai đang có ý tốt với mình. Cho dù bạn không muốn tiếp thu đi chăng nữa, với bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng họ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là đúng đắn và chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết một cách đơn giản hơn nhiều nếu như bạn thay đổi góc độ quan sát và xử lý vấn đề nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải chú ý cách nói năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 72, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Với bà tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều may mắn. Và với bạn tuổi Thân, bạn vẫn đang bộn bề với công việc. Sự nghiệp của bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn rất nhiều. Cơ hội thăng tiến của bạn vô cùng là rộng mở. Với bạn, cứ mạnh dạn đề xuất những ý tưởng, kế hoạch về kinh doanh, chắc chắn sẽ được bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian để phát triển thuận lợi cho bạn nữa. Song cây càng to thì gió càng lớn tới. Lúc này bản mệnh thành công sẽ khó tránh khỏi những người nhòm ngó, ganh tị. Vì vậy với bạn tuổi Thân cần phải hết sức cẩn trọng. Lúc này bạn càng cần phải khiêm tốn, hành sự có chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội ra quyết định khi chưa hiểu kỹ, hiểu rõ vấn đề nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn rất là rộng mở, đào hoa nở rộ. Đối với những người đang còn độc thân, dễ dàng có được cơ hội tìm thấy được một nửa đích thực của đời mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được có người ấy luôn ở bên cạnh, người ấy vẫn hay khiến cho bạn bực tức, lại chính là người luôn quan tâm, lo lắng và dành tình cảm chân thành cho bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, sự nghiệp của bạn đang có được vận quý nhân hỗ trợ bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội thăng tiến vô cùng là rộng mở. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cứ mạnh dạn đề xuất những ý tưởng, kế hoạch trong việc kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, càng xuất sắc bạn càng cần phải khiêm tốn, hành sự có chừng mực. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân dễ có được cơ hội tìm thấy được một nửa đích thực của đời mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đón nhiều tin tốt lành đến với mình trong ngày hôm nay, nhất là trong chuyện tình cảm. Ngày này, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng được sâu sắc, thân thiết, gắn bó ngọt ngào bên nhau. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình thân cũng cực kỳ là hạnh phúc. Và trong ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Dậu, tin vui cũng sẽ đến đối với những người đang còn độc thân. Bạn có thể sẽ gặp được lương duyên của đời mình, trái tim rung động trước người mới gặp lần đầu tiên. Và đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là sự vô tình nào đó đã khiến cho hai người phải lòng nhau. Và còn tiếp tục phát triển như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chính bạn nữa, bạn tuổi Dậu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn giải quyết được công việc một cách khá nhẹ nhàng. Với bạn chỉ cần hoàn thành nốt những công việc đang còn dang dở, chứ đừng có để phát sinh những nhiệm vụ mới. Vậy nên, dù phải làm việc trong ngày hôm nay có chút bận rộn, nhưng bạn cũng đừng có phàn nàn. Xong việc sớm, bạn có thể thoải mái thả lỏng và dành thời gian cho gia đình của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đón nhiều tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ với người ấy ngày càng sâu sắc và thân thiết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, người độc thân có thể gặp được lương duyên, trái tim rung động. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, giải quyết công việc khá là nhẹ nhàng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên dành thêm thời gian cho gia đình của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 95, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Với bạn tuổi Tuất, bạn có thể bị ai đó ngáng trở, gây khó dễ trong vận trình của mình, và người này không mấy thiện cảm, cậy quyền thế để hạch sách, tạo khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhẹ và hành động chắc chắn của mình, cho nên bạn có thể tránh được những mối họa này xảy ra nhé. Với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, nếu như bạn không kiềm chế được cảm xúc, thể hiện thái độ tiêu cực, thì nhận lại chỉ là những chuyện xui xẻo mà thôi. Bạn cần phải nhớ, trong bất cứ tình huống nào, sự bình tĩnh và tỉnh táo sẽ giúp cho bạn sớm tìm ra được giải pháp phù hợp nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn đang gặp phải đào hoa xấu, có thể đe dọa tới mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Với bạn tuổi Tuất có thể sẽ rơi vào tình cảnh tan vỡ nếu như không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Các cặp đôi nên vạch rõ ranh giới với những người khác phái, đừng có để cho đối phương hiểu lầm, khiến cho tình cảm bị rạn nứt là khó có thể tránh khỏi nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có thể bị ai đó ngáng trở, gây khó dễ trong vận trình của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tránh được xui xẻo nhờ sự nhanh nhẹ và hành động chắc chắn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc nên cố kiềm chế được cảm xúc, tránh thể hiện thái độ tiêu cực. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim luôn giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy vận đào hoa sáu có thể đe dọa tới mối quan hệ lứa đôi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này có thể làm cho bạn tuổi Hợi phải gánh chịu những sự ngờ vực của bạn bè, đồng nghiệp. Và khi mọi người không còn tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất để cho bạn tuổi Hợi là hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, bạn chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối mà bạn gặp phải sẽ dần dần được giải quyết, tháo gỡ mà thôi. Với bạn tuổi Hợi chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy bạn chẳng việc gì phải sợ hãi, lùi bước cả, hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội cho mình. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia lại không được yên bình cho lắm. Có thể tất cả những gì mà bạn đang định nịnh lại chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện rõ ràng, thẳng thắn với người ấy, chứ đừng có vội phán xét bất cứ điều gì cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa phải nhận sự ngờ vực của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ hãy biến những thách thức thành cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc tự tin vào bản thân, không lùi bước trước khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim tập trung vào công việc, giải quyết được những rắc rối từ từ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 91, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.